Hôm nay ra khách sạn em nhá. Em tưởng vợ anh đi công tác rồi. Anh không muốn ở nhà anh. Đúng là cái đồ sợ vợ. Vợ anh đi tít tận Quảng Ninh rồi mà anh vẫn sợ nhở. Mà em thấy cái gì càng sợ lại càng kích thích đấy. Anh không thấy thế à? Yêu sao chưa đi mà đã nhớ anh rồi à? Chồng em thì anh phải nhớ chứ, anh đang ở đâu thế? Anh đang lái xe qua đón thằng Lâm. Em tới nơi chưa? Có mệt hay xe gì không? Em khỏe lắm, bây giờ rời non lấp bể vẫn còn thừa sức ấy chứ. Chiều nay ai sợ đón ca mà anh? Lát mẹ có đón ca. Mà thôi, anh lái xe nhá. Yêu vợ. Yêu vợ. Cái gì thế này? Tùng, mày làm cái gì thế hả? Mẹ nghe con nói đã. Nếu hôm nay tao mà không sang, tao biết mày đốn mặt như thế này cơ chứ hả trời ơi? Con này, giờ đánh đây. Hả mày? Mày mất nét. Mày lại dám sai nhà tao. Không nghe cháu mày làm cái chuyện tồi bạc như thế hả? Mày đứng lại, đứng lại, đứng lại. Mày chạy đi đâu hả? Chạy đi đâu? Nó khốn nạn. Mẹ bị tính nghe con nói đã. Trời ơi, tại sao tôi đẻ ra một cái thằng khốn nạn như thế này? Trời ơi. Mẹ nói nhỏ với hàng xóm nghe hết bây giờ mẹ. Mày khốn nạn! Xin mẹ đi mẹ! Chị... em... em... em xin lỗi. Cái tát này tôi dành cho sự trơ tráo của cô. Cam ơi. Dạ. Ăn rồi con. Vâng ạ, à, xin bà. Bà ơi, sao bố mẹ con vẫn chưa đến đón con ạ? À? Bố mẹ sẽ đến đón sớm thôi. Bố mẹ đang bận việc một tí nhá. Vâng ạ. À. Cam ơi. Dạ. Con ngồi xem nhá. Bà ra nghe điện thoại nhá. Vâng ạ. À. Ừ. Tình hình thế nào rồi con? Đã nói chuyện với cái Nguyệt chưa? Nguyệt qua bên mẹ chưa ạ? Nguyệt nó chưa sang. Con không gọi được cho vợ con. Tự nhiên con thấy sốt ruột quá. Mẹ trông Cam giúp con nhá. Ừ, con đi đi. Anh Tùng. Thái độ của anh là như thế nào đấy? Cô đi đi. Bị bắt sống một lần mà anh trở mặt như thế này à? Sao phải ra vẻ như thế? Cũng chỉ là bị bắt gặp thôi mà. Tốt nhất ấy là hai sự khốn nạn như chúng ta ấy đừng có nên gặp nhau. Vì khi đấy tôi chỉ nghĩ đến sự ngu ngốc chết tiệt của mình. Được thôi. Trên đời này tôi cũng sợ nhất là cái loại người cứ bi kịch hóa cuộc đời mình lên.